Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khách thính giả. Sau đây là thời sự ngày 19 tháng 4 năm 2024. Chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt sau 12 năm. Bãi nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với cụ bí thư Lâm Đồng. Bắt phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu. Bắt tổng giám đốc và phó tổng tập đoàn Tâm Lộc Phát do lừa đảo 61 tỷ đồng. Chương trình chiên Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa kéo dài 12 năm qua ở dòng chúa cứu thế Việt Nam đã tuyên bố dừng hoạt động. Một số người từng tham gia tổ chức cho rằng đây là hậu quả của sức ép liên tục từ chính quyền. Một linh mục từng phụ trách chương trình không muốn công khai danh tính cho biết lý do chính của việc này là thiếu nhân sự và địa điểm tổ chức, đặc biệt là sự quan tâm của an ninh. Các cha trước đây tham gia chương trình này hiện đã được thuyên chuyển nhiều nơi, không thuận tiện để tiếp tục công tác với chương trình. Bên cạnh đó, chương trình cũng gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm tổ chức. Đặc biệt, năm nay chương trình nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của an ninh. Từ các linh mục đến các thiện nguyện viên đều bị an ninh mời làm việc. Các thiện nguyện viên gặp nhiều áp lực, nhiều lần bị an ninh câu lưu khi đi trao quà và hầu hết bị buộc phải cam kết không được tiếp tục tham gia. Vị linh mục này nói rằng chương trình chiên thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ chấm dứt từ đây và dòng chúa cứu thế có thể có chương trình thiện nguyện khác nhưng sẽ không có hai từ tri ân và Việt Nam Cộng Hòa vì chính quyền không muốn nhắc đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng như chuyện phân biệt đối xử với người lính của chế độ cũ. Chương trình tri ân các thương phê binh của chế độ cũ bắt đầu từ năm 2008. Một vị linh mục khác, người cũng không muốn nêu danh tính cho biết từ năm này, dòng suối cứu thế có hai chương trình, một là trợ giúp thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức ở nhà thờ Kỳ Đồng, một là chương trình tri ân thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa với châm ngôn bên nhau đi nốt cuộc đời. Điều kỳ lạ theo ông là chương trình chuyên luôn bị cơ quan an ninh đánh phá, sách nhiễu đến nỗi phải chấm dứt vào đầu tháng này. Ông cho rằng chính quyền không muốn việc chuyên tiếp diễn vì sợ các thế lực nước ngoài lợi dụng để phục hồi Việt Nam Cộng Hòa. Những người từng hứa với các ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhau đi nốt cuộc đời, cảm thấy có lỗi vì lực bất tổng tâm, muốn đồng hành với các mảnh đời đau khổ nhưng không đành lòng nhìn các thiện nguyện viên và gia đình của họ bị sách nhiễu khốc liệt và không thể có cuộc sống bình yên. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên cùng chồng là cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú là thiện nguyện viên của chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều năm trước khi sang định cư tại Hoa Kỳ năm ngoái. Bà chia sẻ tâm trạng của mình với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 16 tháng 4. Rất là buồn, rất là buồn và cảm thấy nó bị uất ức nó bị cảm thấy mình mình rất là tủi thân mặc dù mình không phải là một ông thương phê binh hay là một người nhà của thương phê binh nhưng mà rất là tiếc bởi vì tôi đã từng được tham dự những cái buổi như vậy những cái buổi tri ân hay là những cái buổi mà cuối năm gọi là bên nhau thì nốt cuộc đời đấy rất là cảm động và rất là ý nghĩa đó là cái tình liên đới tình bác ái Bà suy đoán sắp đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày chính quyền Cộng sản ở Hà Nội hoàn thành việc cưỡng chiếm miền Nam nên họ đặt mục tiêu là phải xóa bỏ hoàn toàn những gì liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa và gây sức ép để buộc những người thực hiện chương trình tri ân thương phê binh phải chấm dứt hoạt động tri ân này. Ông Lê Quý, 70 tuổi, từng là lính của Sư đoàn 3 Bộ Binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị thương cụt cả hai chân năm 1974, nói với phóng viên ngày 18 tháng 4. Chúng tôi rất nhân vang, bởi vì chúng tôi là những người tầng bậc đã bỏ một phần thân mình ra ngay trước trường nhưng mà không may rằng là, là có là cuộc chiến mình là những là người những người, người chiến bại bây giờ là về cuộc sống thì cũng có những cái khó khăn nhưng mà được một cái chương trình đó giúp đỡ thì rất là cảm ơn à, mỗi một mùa xuân chúng tôi được nhận một món quà của chương trình thì cái mùa xuân đó nó ấm áp hơn đó là mong tất cả những cái tình yêu thương của các ân nhân đã giúp đỡ tôi bây giờ thì không cầu nữa thì cũng buồn buồn lắm Thương phê binh Võ Hồng Sơn, 76 tuổi, là cựu quân nhân của tiểu đoàn 9, sư đoàn nhảy dù, nói chương trình anh chi nó cũng đỡ khổ bác con ơi, tại vì một năm mà gần tới cái mùa mà tết nhất rồi tụi chú đâu có tiền, à. nhờ cái tiền đó mà tự chú mới mới cái 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 sinh hoạt trong uh, gia đình với hơn uh, nữa cá nhân mình nó đỡ khổ lắm con, họp mặt rồi để gặp nhau nó nó cùng đỡ chút anh em bạn bè rồi còn gặp nhau tay bắt mặt mình Ông cũng cho biết cách đây 2 năm sau khi tham dự chương trình về, cơ quan an ninh đưa ông về phường 9, quận 3, tra khảo và buộc phải viết cam kết không được tham dự nữa. Nhưng ông vẫn tham gia bình thường. Bình luận về chương trình bị dừng, Hòa Thượng thích không tánh nói. Mà nếu như đứng về phía nhà nước hay đứng về phía, phía giáo hội mà là không đồng ý cái việc của Quý Đinh Mục làm, làm cái việc an sinh từ thiện này thì tôi nghĩ rằng nên suy nghĩ lại. À, bởi vì tinh tầng của quý vị làm em xin từ thiện đó là rất là nhân đạo và và đạo đức thôi phóng viên có gửi email cho tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam để hỏi thông tin về chương trình chiên thương phế binh nhưng chưa nhận được phản hồi Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với ông Trần Văn Hiệp. Tờ Tiền Phong loan tin trên trong ngày 19 tháng 4 cùng ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 14 để bãi nhiệm chức danh đối với hai ông quận về hiệp. 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp để đồng ý bãi nhiệm trên. Nguyên nhân bãi nhiệm được nói do hai ông đã vi phạm các quy định của đảng, nhà nước và đã bị khởi tố bắt giam. Hôm 24 tháng 1, ông quận đã bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do công ty đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư hành vi của ông Quận bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng xác định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Ông Trần Mạnh Hải, Phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị bắt và khởi tố với ông Hải, còn có ông Đỗ Hữu Hải, giám đốc công ty tư vấn xây dựng Sơn Hà, truyền thông nhà nước loan tin trong ngày 19 tháng 4. Hai ông bị bắt do liên quan đến việc đấu thầu trang thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu từ năm 2021. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra liên quan tới gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế tỉnh mà đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex với giá trúng thầu là gần 38 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát và Văn Đình Toàn, Phó Tổng giám đốc công ty, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an trong ngày 19 tháng 4 được truyền thông trong nước loan Xác định tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng. Cụ thể qua điều tra, công an thành phố Hà Nội xác định tháng 6 năm 2019, khuyên và toàn cùng một người khác thành lập công ty trách nhiệm hạn truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát. Nhóm người này bắt đầu huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh hợp đồng góp vốn. Các nhà đầu tư bị chiêu dụ dưới hình thức trả lãi theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng, khoảng 2,93% mỗi tháng. Với hình thức đó, công an cho biết từ năm 2019 đến nay, Khuyên và Toàn đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9 năm 2023, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của ORF tiếng Việt.